Cho phép Thiên Nam xin được trân trọng kính mời thí sinh 995 Cao Phong. Chúng ta sẽ cùng đến phần dự thi của mình ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Cao Phong xin được gửi tới ban giám khảo và tất cả các anh chị thí sinh trong buổi trưa hôm nay lời chào trân trọng nhất. Phong xin giới thiệu, em tên là Cao Phong, em đến từ Hà Tĩnh. Em mang số báo danh là 995, rất mong là được tất cả mọi người ủng hộ. Em xin gửi tới toàn thể huân trường ca khúc Hoa Trinh Nữ của ca sĩ Tuấn Vũ ạ. Đi, em còn bài khác đâu? Dạ. Em còn bài nào nữa không? Còn bài nào thì em có thể hát thêm một đoạn nữa bài nào đó. Dạ, có nhạc cũng được mà không có nhạc cũng được, tùy. Dạ, dạ được ạ. Đứng vào giữa xong nhìn thẳng ở đây. Cứ trốn, có gương mặt của mình cứ trốn đi thì... Em không cần hát hết cả bài đâu, em hát một khúc thôi. Ok. Thank you.
đây chẳng tranh trách duyên anh qua mảnh. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa anh đô thành. Bởi ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hùn hụt với đêm thâu. Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lòng tiếng còi âu thẹn lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô, chân dài thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quen nơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm chi cho ướt áo anh. Mai khi nơi nơi qua làng tôi đây ngoài ô nhạc anh đèn khuya đèn vàng. Alo, alo, được, ok rồi, được. Này, không được liếm môi nhé. Hát xong câu cấm được liếm môi nhé. Đừng như vậy nhé. Nếu em muốn đi theo chuyên nghiệp không được phép như vậy, nghe chưa? Hát xong câu điểm đạm thôi. Ai lại hát xong cái liếm như vậy nhé. Không được như thế. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn. Từ từ, từ từ. Mà bạn đứng lên sân khấu, tôi muốn nói chuyện với bạn. Tôi chợt phát hiện, không, bạn không hát beat của tôi, bởi vì là tôi không có beat nào đây cả. Bạn đã thi miền Bắc rồi đúng không? Dạ. Tôi nhớ ra là bạn đã thi miền Bắc. Tất nhiên là miền Bắc là tôi không ngồi vị trí chấm điểm. Nhưng với trí nhớ của tôi nhớ được những ai đã thi rồi. Vâng, đúng ạ. Lý do tại sao mà lại bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để thi tiếp, thi lại? Dạ không, em thì người ngoài Bắc nhưng mà em lại sống ở trong này. À. Cho nên là thứ nhất là em thấy nó mình đam mê với cái dòng nhạc này. Nên là em quyết định em thi thêm một lần nữa. Thế nhưng mà khi mà thi ở ngoài Bắc... Không, với lại là em cũng nói thật là hôm ở ngoài Bắc thì em cũng... không có sự chuẩn bị, bởi vì hôm đấy em ở trong này ra ngoài đến xuống sân bay Hà Nội là 5 giờ sáng. Thì đến 8, 9 giờ sáng là thi rồi, cho nên là em không có được thời gian nghỉ ngơi. Thực tế là... Thế sao không chờ ở trong này thi mà lại phải ra hôm, Hà Nội? Hôm đấy thì em lại đang ở ngoài kia. Em cũng chưa tính là vào trong này. Cho nên là em mới đăng ký ở ngoài đấy. À, có nghĩa là bạn này là... là chưa tính được là sẽ ở ngoài kia, chưa tính là sẽ quay vào trong này. Đúng rồi, đúng thế rồi. Thế có nghĩa là ngôi sao Bolero đi đâu là bạn đi đấy? Đấy là mình đi theo đấy ạ. À, tên thật của bạn là gì? Dạ. Cao Phong. Dạ. Tên thật là Cao Phong. Vâng ạ. À, Phong sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 88 ạ. 88, em làm nghề gì? Em cũng kinh doanh tự do thôi, em cũng kinh doanh bên cà phê. À, thế nên là bạn ấy có thời gian, bạn đi lại... Cho nên là bạn ấy đam mê dòng nhạc này. Rồi cảm ơn em. Nếu mà vào vòng trong thì sẽ có những cái điều chia sẻ nhiều hơn từ các huấn luyện viên. Dạ. Ừ, ok. Vâng. Các bạn lưu ý là khi vào vòng sau đó là hát cái ban nhạc. Đó, chứ không phải hát beat đâu nhé. Cho nên mà rất là khó đó. Đó. Vâng ạ. Lưu ý. Cảm ơn vâng. bạn. Vâng. Em chúc mừng bạn. Vâng, em xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những phần chia sẻ đến từ bộ ban giám khảo. Vừa rồi chúng ta đã đến với phần dự thi của thí sinh mang số báo danh 995 Cao Phong.